Xin kính chào quý vị khán giả, Ngọc Ánh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Và sau đây là những thông tin chi tiết, xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, chiều 19 tháng 9, sau khi đổ bộ vào các tỉnh miền Trung, bão số 4 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 16 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,9 độ Vĩ Bắc, 106,7 độ Kinh Đông trên đất liền các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 tương đương 39-49 km/h, giật cấp 8 tương đương 62 đến 74 km/h. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây nam với tốc độ 15 đến 20 km/h. Đến 4 giờ ngày 20 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,2 độ vĩ bắc, 104,8 độ kinh đông trên đất liền khu vực Trung Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới giảm xuống dưới cấp 6. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 15 đến 20 km h đi sâu vào đất liền, suy yếu và tan dần. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, chiều tối và đêm 19 tháng 9 đến ngày 20 tháng 9, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa to đến rất to và giải rác có rông, với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 mm, có nơi trên 350 mm. Cũng trong thời gian trên, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An có mưa to và giải rác có rông, cục bộ có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 mm, cục bộ có nơi trên 300 mm. Từ ngày 21 tháng 9, mưa lớn giảm dần. Ngoài ra, trong chiều tối và đêm 19 tháng 9, khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Thừa Thiên Huế có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, với lượng mưa từ 10 đến 30 mm, cục bộ có nơi trên 70 mm. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to, với lượng mưa 15 đến 30 mm, có nơi trên 70 mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo đến 16 giờ ngày 19 tháng 9 tại 10 tỉnh thành phố là Con tum, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế, Quảng trị, Quảng Bình, Hà tĩnh, Nghệ An, Thanh hóa, thành phố Đà Nẵng có tới 305 xã có nguy cơ xảy ra sạt lở đất và lũ quét. Cụ thể tại huyện Hòa Vang, quận Liên Chiểu, quận Sơn Trà của thành phố Đà Nẵng, các huyện An Lưới, Nam Đông, Phong Điền, Phú Lộc, thành phố Huế, Hương Thủy, Hương Trà của tỉnh Thừa Thiên Huế, nguy cơ sạt lở, lũ quét ở mức rất cao. Còn tại tỉnh Quảng trị, các huyện Cam lộ, Đa Krông, Do Linh, Hải Lăng, Hướng Hóa, Triệu Phong, Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Nam là các huyện Bắc Trà My, Đại Lộc, Đông Giang, Duy xuyên, Hiệp Đức, Nam Giang, Nam Trà My, Nông Sơn, núi Thành, Phú Ninh, Phước Sơn, Quế Sơn. Tây Giang, Thăng Bình, Tiên Phước cũng có nguy cơ sạt lở, lũ quét ở mức rất cao. Tại các huyện Bố Trạch, Lệ Thủy, Minh Hóa, Quảng Ninh, Quảng Trạch, Huyên Hóa của tỉnh Quảng Bình và huyện Hương Khê, Hương Sơn, Kỳ Anh, Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh có nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở. Ngày 16 tháng 9 vừa qua, đại diện tập đoàn The Trump Organization Mỹ đã có buổi làm việc với bí thư tỉnh ủy và chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên theo đề xuất của công ty cổ phần tập đoàn đầu tư và phát triển Hưng Yên. Tại cuộc làm việc, đại diện The Trump Organization bày tỏ mong muốn được hợp tác đầu tư tại tỉnh Hưng Yên trong lĩnh vực xây dựng khách sạn, sân gốc và tổ hợp vui chơi giải trí. Những mảng là thế mạnh thương hiệu mang tầm quốc tế của tập đoàn. Đại diện The Trump Organization cũng đề nghị tỉnh Hưng Yên tạo điều kiện để được tham gia trong giai đoạn phát triển mới của tỉnh và góp phần thúc đẩy sự phát triển quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam-Mỹ. Trao đổi tại buổi làm việc, ông Trần Quốc Văn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên mong muốn The Trump Organization nghiên cứu phương án đầu tư vào tỉnh trong thời gian tới. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hữu Nghĩa, bí thư tỉnh ủy Hưng Yên cho biết, tỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong khuôn khổ pháp luật để tập đoàn The Trump Organization đến tìm hiểu xúc tiến hợp tác đầu tư tuy nhiên để dự án đầu tư của tập đoàn The trump organization trở thành hiện thực còn nhiều thủ tục hành chính và nhiều việc phải làm tỉnh sẽ giao các sở ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trung ương hỗ trợ để tập đoàn xúc tiến đầu tư tại tỉnh hưng yên đạt hiệu quả cao nhất The Trump Organization có địa chỉ chính tại Mỹ, là một trong những tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư bất động sản, khách sạn và sân gốc với nhiều dự án quy mô lớn ở nhiều quốc gia trên thế giới. Đáng chú ý, chủ của tập đoàn này chính là ông Donald Trump, cựu Tổng thống Mỹ. Ngày 18 tháng 9, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã tổng đạt cáo trạng đề nghị Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử ông Lê Đức Thọ, cựu bí thư tỉnh ủy Bến Tre về hai tội danh gồm nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng thu giữ của bị can Lê Đức Thọ một ô tô Mercedes-Benz, ba bộ gậy gôn hiệu Honma, 10 đồng hồ đeo tay, 134 bản chính sổ tiết kiệm tại các ngân hàng, 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở, 440.000 đô la Mỹ, hơn 1,7 tỷ đồng, 9 điện thoại di động, một đồng hồ để bàn Patek Philippe, hai đồng hồ địa bàn có chữ Corridon Homely cùng một số tài sản khác. Ngoài ra, công an cũng đã tìm thấy và thu giữ 97 miếng kim loại màu vàng khi khám xét chỗ ở của ông Lê Đức Thọ. Qua giám định, cơ quan chức năng xác định 97 miếng này đều là vàng, có hàm lượng trung bình 99,99%. ,99%. Theo cáo trạng, từ năm 2019 đến năm 2021, ông Thọ đã nhận hối lộ 600.000 đô la Mỹ, nhiều tài sản là hiện vật có giá trị từ giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng thành viên Xuyên Việt Oi, Mai Thị Hồng Hạnh. Cụ thể, trong quá trình xin phê duyệt hạn mức tín dụng cho Xuyên Việt Oi, ông Thọ hai lần nhận tổng 600.000 đô la Mỹ của nữ giám đốc Lần đầu vào tháng 1 năm 2019, Mai Thị Hồng Hạnh đến gặp, đưa 100.000 đô la Mỹ xin cấp giới hạn tín dụng 7.000 tỷ đồng, Ông Thọ nhận số tiền này và đồng ý yêu cầu từ Xuyên Việt Oi. Lần hai đưa hối lộ xảy ra năm 2020 khi Xuyên Việt Oi muốn nối lại quan hệ tín dụng. Mai Thị Hồng Hạnh do vậy đưa cho Lê Đức Thọ 500.000 đô la Mỹ và đổi lại Xuyên Việt Oi được phê duyệt kéo dài giới hạn tín dụng 3.000 tỷ đồng. Tổng cộng, cơ quan tố tụng cho rằng bị can Lê Đức Thọ có hành vi nhận hối lộ 600.000 đô la Mỹ từ Mai Thị Hồng Hạnh. Ngoài ra, vị này còn được Mai Thị Hồng Hạnh nhiều lần tặng quà sinh nhật, lễ Tết gồm 470.000 đô la Mỹ và một đồng hồ Patek Philippe trị giá hơn 1,16 tỷ đồng. Tuy nhiên, với những món quà trên, cơ quan điều tra không đủ cơ sở để xem xét trách nhiệm hình sự với ông Thọ sau khi được điều động, phân công giữ chức bí thư Bến Tre vào ngày 3 tháng 7 năm 2021, ông Thọ nhiều lần đề nghị hạnh lập chi nhánh công ty con của Xuyên Việt Oi tại Bến Tre. Điều này sẽ giúp ông Thọ nâng cao uy tín bản thân bởi doanh nghiệp của hạnh sẽ nộp thuế làm tăng nguồn thu ngân sách cho tỉnh. Đổi lại, ông Thọ hứa sẽ tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ hạnh thực hiện các dự án bất động sản, cảng biển, du lịch tại tỉnh. Sau đó, Xuyên Việt OI thành lập công ty Việt OI Bến Tre tại phường 5 thành phố Bến Tre, còn ông Thọ giúp Hạnh trong việc vay vốn. Cáo trạng cáo buộc, trước, trong và sau khi công ty Việt OI được cấp tín dụng, ông Thọ đã ba lần nhận tiền tài sản của Hạnh với tổng giá trị hơn 22 tỷ đồng. Cụ thể, đầu năm 2022, hành tặng ông Thọ một bộ gậy gôn trị giá 1,1 tỷ đồng và một đồng hồ Patek Philippe trị giá 421.000 đô la Mỹ, tương đương hơn 9,8 tỷ đồng. Đến ngày 28 tháng 3 năm 2022, Hạnh tiếp tục đưa cho ông Thọ 200.000 đô la Mỹ. Lần cuối cùng vào tháng 5 năm 2022, ông Thọ được Hạnh mua tặng một xế hộp Mercedes S450 Luxury trị giá hơn 6,6 tỷ đồng, đã bao gồm các chi phí để lăn bánh. Ngoài ra, tương tự khoảng thời gian từ năm 2019 đến năm 2021, khi ông Thọ giữ chức bí thư Bến Tre, Hạnh cũng nhiều lần gửi tiền, quà chúc mừng sinh nhật chúc mừng nhận chức, cảm ơn cho ông Thọ. Theo cáo trạng, số tài sản này là 200.000 đô la Mỹ, 300 triệu đồng, 3 đồng hồ Patek Philippe, tổng trị giá 355.000 đô la Mỹ. Đối với tiền và tài sản này, Bộ Công an cũng không đủ cơ sở để xem xét trách nhiệm hình sự đối với ông Lê Đức Thọ. Tuy vậy, với tiền và tài sản ông Thọ nhận của Hạnh, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã thu giữ để khắc phục hậu quả vụ án vì đây là số tiền do Hạnh phạm tội mà có. Cựu Bí thư Bến Tre bị áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự do phạm tội hai lần trở lên theo điểm g khoản 1 điều 52 Bộ luật hình sự. Ông Lê Đức Thọ và gia đình đã nộp 16,7 tỷ đồng để khắc phục hậu quả, thành khẩn khai báo ăn năn hối cải, được nhiều tổ chức cá nhân xin giảm nhẹ hình phạt. Vì vậy, được xem xét tình tiết giảm nhẹ hình phạt.